Mình ăn tại nhà cho nên là hay có xu hướng là kiểu là mình không muốn ấy nhiều thì cứ bỏ xách nguyên cả cái túi bóng hoặc là cái bỏ ra cái đĩa đơn giản thôi. Thì xong rồi là ăn, nhưng mà thực ra là nhãn này là cùi quả rất to, quả nó to gấp mấy lần ngón tay này này, cùi nó rất là dày, mà ăn nó ngọt lắm, nó ngọt kiểu nó ngọt mát ấy. Cái nhãn thóc ăn nó ngọt sắc nhưng mà cái nhãn này ăn nó ngọt mát, mà quả nó to gấp 3-4 lần nhãn thóc ấy, ăn cũng ngon lắm, có thể là ăn được nhiều ấy. Thì nói chung là mình thấy dễ ăn thì cứ ăn đến bao giờ chán thì thôi, ăn đến bao giờ chán thì thôi. Trong này nhưng mà cái nhãn này ăn ngon lắm, quả này to bằng mấy ngón tay luôn, nó to, nó ngon hơn nhãn thóc bình thường. Được cái là ở đây hoa trái ăn thoải mái. Nhãn này kiểu chợ bán thì cũng rẻ, mà nhà cũng tức là kiểu là ở đây mọi người trồng cũng nhiều ấy, ăn nó cũng ngon. Nhãn có nhiều giống nhãn khác nhau, thì ở Việt Nam nó có nhãn thóc, còn nhãn này thì nó không phải là nhãn thóc, nó là cái không biết nó là nhãn gì, nhưng mà nó to gấp đôi gấp 2 lần rưỡi nhãn thóc ấy. Thì nhãn thóc ăn thì hạt nhãn thóc rất là to, nó ngọt sắc, nhưng mà quả nó nhỏ, quả nhãn thóc nó chỉ lớn hơn ngón tay một chút thôi, bằng ngón tay trỏ của phụ nữ, hoặc là lớn hơn một chút thôi, bằng ngón tay giữa của phụ nữ hoặc lớn hơn một chút thôi. Còn đâu cái quả nhãn này thì nó rất là to, nó to gấp mấy lần ngón tay ấy, cùi nó rất là dày và ăn nó rất là ngọt. Nhãn thóc thì nó nghiêng về ngọt sắc, còn cái này nó rất là ngọt, ngọt nhưng mà nó lại nghiêng về ngọt mát. Nhưng mình thì mình thích nhãn này hơn. Nếu mà nhãn thóc ấy, thì mình chỉ mua khoảng chừng 5-6 cân ăn là chán thôi, là không muốn ăn nữa. Nhưng mà nhãn này là có thể ăn được rất là nhiều, ăn nhiều hôm rồi, ăn nhiều hôm rồi mà ăn nhiều hôm rồi nhưng mà vẫn chưa chán, vẫn tức là mình vẫn có thể ăn được chứ mình không bị chán ấy. Cái quả nhãn này, quả nhãn nó rất là to, nó to gấp mấy lần ngón tay này này, mà cái cùi của nó rất là dày, cùi của nó rất là này, nó to gấp mấy lần ngón tay mà cùi của nó rất là dày và rất là ngọt. Cùi của nó rất là dày, nó rất là ngọt, ăn nó ngọt mát. Cái giống nhãn này nhìn thì quay ở đây thì nó không ấy, nhưng mà nó tức là mình thích cái giống nhãn này hơn. Mình ăn được cái loại nhãn này thì mình ăn được nhiều hơn. Quả nó rất là to, cùi nó rất là dày, ăn nó ngọt, ngọt ngọt ơi là ngọt, nhưng mà nó kiểu ngọt mát ấy, nó dễ ăn lắm. Ăn mãi rồi không chán luôn, rất ăn được nhiều hơn hẳn ấy. Nhãn thóc thì chỉ ăn được khoảng 5-6 cân là bắt đầu là mình thôi, không không muốn ăn nữa là chán rồi, nhưng mà nhãn này có thể ăn được rất là nhiều luôn đấy. Đây này, mấy ngày hôm nay á, ăn có hôm còn ăn no nhãn thầy rau ấy, mà ăn được rất là nhiều nhưng mà vẫn chưa chán, vẫn ăn được, bây giờ vẫn ăn được này. Đây này, cái này còn đây này, vẫn ăn được đây này, vẫn còn ăn được. Tức là bình thường nó rất là nhiều thì ban đầu là dự định là nó nhiều nhiều thì mang đi biếu nữa, nhưng mà một phần vì bận việc không đi được, một phần vì thấy nó ngon thì nó ăn hết luôn, không biếu xén gì nữa.